Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái công cụ spin, là công cụ dùng để xoáy nhá. Và cái công cụ spin này nó nằm ở trong edit mode, thì mình sẽ ấn tab để vào trong edit mode này. Và cái công cụ spin nó ở đây nhá. Và để mà học về cái công cụ spin này, mình sẽ dựng một cái thanh thép nhá. À, mình sẽ có một cái cục cuber như thế này. Mình sẽ dùng cái công cụ lúc cắt, phím tắt là Ctrl+R. Mình sẽ tạo hai đường cắt này, tạo hai đường cắt và Ctrl+R để tạo hai đường cắt nữa ở đây. Và mình sẽ ấn số 3 để quay về chọn mặt, hoặc mình sẽ ấn vào đây để quay về chọn mặt. Mình sẽ chọn các cái mặt ở đây và mình sẽ xóa nó đi. Ấn X gì và chọn Face để xóa. Sau đó mình ấn vào đây để quay về chọn điểm, hoặc ấn phím tắt là số 1 này. Mình chọn các điểm ở đây. Và mình ấn F để nấp đầy nó. F để nấp đầy nó nhé. F này. Mình sẽ lấp đầy các cái mặt và mình sẽ được một cái cục, một cái vật thể như thế này. Mình sẽ ấn tab để thoát khỏi edit mode. Và ra đây thì mình sẽ dùng cái công cụ move này, phím tắt là G. Mình sẽ kéo lên và ấn Ctrl để lát nó vào bề mặt lưới này. Đó, sau đó mình sẽ quay về, đưa tâm nó về 3D Cursor này. Mình sẽ dùng cái công cụ Scale, phím tắt là SC. Mình sẽ scale nhỏ lại này. Đó, và scale dài nó ra theo trục Z này. Và sau khi scale xong, mình sẽ được một cái thanh thép như thế này. Thì mình sẽ vào cái cục material này. Mình sẽ bật cái chế độ viewport shading material này lên. Sau đó là mình sẽ tạo cái chất liệu cho nó. Mình sẽ tạo cho nó cái chất liệu là Elok, thì mình sẽ tăng cái metallic lên là 1 này. Cái roughness là cái độ bóng, mình sẽ giảm nó 0.1 hoặc 0.2 gì đấy, thì nó sẽ có cái độ bóng và mình sẽ được một cái thanh Elok như thế này. Và sau đó thì mình sẽ quay về cái công cụ chọn này là để hủy cái lệnh, hủy cái công cụ scale đi. Đó, và tiếp đến là mình sẽ ấn tab để vào edit mode này. Và cái đây là cái công cụ spin, công cụ dùng để xoáy nhá. Thì công cụ xoáy này nó sẽ xoáy theo điểm này, theo đường và theo mặt, hoặc là xoáy cả cái vật thể này. Ví dụ như chúng ta sẽ ấn A để chọn tất cả cái vật thể này, và chúng ta sẽ dùng cái công cụ spin này, chúng ta xoay này, chúng ta sẽ xoay nó theo trục tọa độ x, y, z ở đây nhá. Và chúng ta nó sẽ xoay theo tâm. Nếu mà tâm ở đây thì nó sẽ xoay xung quanh cái này. Còn chúng ta sẽ thay đổi tâm của nó. Chúng ta sẽ ấn, chúng ta sẽ nhìn nó theo trục Y này. Chúng ta bật cái lưới lên. Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ Cursor này. Mình sẽ đặt cái tâm nó ở đây chẳng hạn. Thì mình ấn chuột ở đây thì cái tâm nó sẽ dịch chuyển đến đây. Mình sẽ... Đó, sau đó mình sẽ dùng cái công cụ xoay này. Mình sẽ xoay nó theo trục Z thì nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ được, nó sẽ xoay như này, xoay theo trục Z này. Và ở cái góc bên trái, ở dưới
Dưới này thì sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cái góc quay và cái bước quay này. Ở đây đang là 12, mình sẽ tăng nó lên này. Đó, tăng hoặc giảm nó ở đây. Và cái góc này, góc này mình sẽ để cho nó là 180 độ này, hoặc là 360 độ tùy mọi người. Thì chúng ta sẽ quay nó như này. Và chúng ta sẽ được như này. Hoặc là chúng ta sẽ quay theo, chúng ta sẽ quay theo trục y nhá. Chúng ta sẽ quay theo trục y. Đây, nó sẽ quay theo trục y như này. Đó, mình sẽ điều chỉnh cái bước, bao nhiêu bước ở đây, hoặc là góc quay ở cái bảng, ở cái bảng góc bên trái này. Và chúng ta sẽ quay nó theo trục x này. Ta quay theo trục x này. Đó, thì chúng ta sẽ được như này. Và dưới đây chúng ta sẽ điều chỉnh cái góc quay ở đây. Khi mà chúng ta điều chỉnh cái góc quay ở đây thì nó sẽ đây sẽ là 12, thì nó sẽ chia đều cái khoảng cách giữa các cái thanh này. Thế là mình quay toàn bộ cái vật thể đấy. Mình có thể chọn quay theo điểm này, mình sẽ chọn về điểm này. Mình sẽ chọn một điểm này và mình sẽ xoay cái điểm này nhé. Mình sẽ xoay cái điểm này thì nó sẽ được tạo thành một vòng như này. Ctrl Z này, mình sẽ quay theo trục y này. Đấy, quay theo trục y này và quay theo trục z này. Đấy, mình sẽ điều chỉnh cái góc quay ở đây nhé. Và chúng ta sẽ quay theo cạnh này. Chúng ta sẽ quay về chọn cạnh và chúng ta chọn cạnh và chúng ta xoay như thế. Mình cứ xoáy như thế. Và chúng ta sẽ xoay nó theo mặt, thì chúng ta quay về chọn mặt này. Ta chọn tất cả mặt của nó. Chúng ta xoay nó theo trục Z thì chúng ta sẽ được như này. Ta điều chỉnh cái góc quay đây nè, 360 độ. Đó, ta sẽ được. Chúng ta sẽ xoay nó theo trục y này, thì chúng ta quay ấn vào đây để chúng ta chọn trục y này. Và chúng ta sẽ xoay nó nhé. Xoay nó 180 độ này. Và chúng ta đặt cho nó là ở đây, có thể tăng lên là 32 để cho nó đẹp này. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái công cụ Etude này, chúng ta sẽ kéo nó xuống. Chúng ta bật cái vertex lên đã. Và chúng ta kéo nó xuống và chúng ta ấn Ctrl để chúng ta lắp vào cái điểm cho nó bằng với cả cái cạnh bên cạnh này. Thì như thế này mọi người sẽ thấy là nó giống một cái vòm cửa mới cổng ấy. Chúng ta sẽ dùng nó để trong thiết kế kiến trúc mà. Chúng ta sẽ được như này. Và chúng ta sẽ ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode này. Sau đó chúng ta sẽ chuột phải và chúng ta vào cái slab này, chúng ta chọn Cursor to World Origin này. Chúng ta đưa cái tâm nó về cái như lúc ban đầu. Và chúng ta dùng cái công cụ Move này, phím tắt là G, chúng ta sẽ di chuyển nó sang một chút như này. Sau đó chúng ta ấn Tab và Edit Mode, chúng ta sẽ chọn tất cả. Ấn A để chọn tất cả. Và chúng ta sẽ dùng, chúng ta sẽ ấn vào cái công cụ chọn này để hủy cái lệnh Etude, hủy cái công cụ Etude đi. Và chúng ta sẽ chọn cái công cụ Spin này. Và chúng ta sẽ xoay nó theo trục Z này.
chúng ta sẽ nhìn thấy trên trục Z. Ta sẽ xoay nó. Ta sẽ điều chỉnh cái góc xoay ở đây nè, 360 này. Và đây chúng ta đặt cho nó là 60. Thì chúng ta sẽ được nó như thế này. Căn chân Z. Ta sẽ xoay nó theo trục Z này. Góc là 360 độ. Chúng ta đặt cho nó là khoảng 24, 12. Đó, và chúng ta sẽ được như này, một cái hình khối như thế này. Và chúng ta sẽ quay về chọn cạnh này. Và chúng ta sẽ chọn những cái cạnh ở trên này. Chúng ta ấn giữ Ctrl và chúng ta sẽ chọn cạnh của nó. Và chúng ta chuột phải này, chọn Separate này, phím tắt là P này, và chọn Selection này để tách cái này ra thành một cái vật thể mới nhé. Đây chúng ta sẽ được một cái vòng tròn này, mới như này. Và chúng ta ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode. Chúng ta sẽ chọn cái vòng tròn này, cái lửa vòng tròn này. Ta ấn Tab để vào Edit Mode. Chúng ta ấn A để chọn nó. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái công cụ xoay này, chúng ta sẽ xoay nó theo trục Z 360 độ. Ta ở đây là 360 độ. Ta sẽ chọn cái bước của nó tăng lên khoảng 60 hoặc tăng lên 120. Ta sẽ được này. Và chúng ta sẽ thấy là sau khi mà xoay xong thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm đầu và điểm cuối của nó sẽ dính vào với nhau, liền với nhau. Ta ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode này. Ta chuột phải chọn Set Mode và chúng ta sẽ có được một cái hình khối rất là đẹp như thế này. Đó, và chúng ta ngoài cái việc dựng những cái vật thể như này, chúng ta có thể làm những cái đường ống nước ấy, những cái đoạn cong cong ấy. Chúng ta ấn Shift cộng với A, chúng ta sẽ vào Mesh để tạo một cái vật thể mới là cylinder này. Chúng ta sẽ kéo nó lên và giữ Ctrl để lát nó vào cái bề mặt lưới. Ctrl Z, mình sẽ phải quay về chọn cái đầu tiên này thì nó mới lắp được vào cái mặt lưới. Giữ Ctrl để lắp nó vào lưới. Tab để vào Edit Mode, chọn mặt này và mình sẽ kéo cái này ra, nó dài ra một chút. Và mình sẽ chọn mặt và mình sẽ xóa cái mặt này đi. Và mình sẽ quay về chọn điểm này. Mình sẽ quét chọn toàn bộ cái điểm ở trên này. Mình sẽ nhìn nó theo trục Y này. Mình sẽ bật cái lưới lên. Mình nhìn nó theo trục X đi. Bật cái lưới lên và mình sẽ chọn cái cursor này, cái công cụ cursor. Mình sẽ đặt cái tâm nó ở đây. Và sau đó mình sẽ dùng cái công cụ spin và mình xoay nó theo trục X. Đó, mình sẽ tạo được một cái đường cong này. Đường cong như là cái ống nước có cái đường cong, cái đoạn cong cong ấy. Mình phải làm cái đoạn cong cong. Đấy. Ta có thể áp dụng cái công cụ spin này để tạo ra nhiều cái vật thể khác. Và mình xin dừng cái video ở đây. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các cái công cụ
khác nữa ở trong blender nhé.